Chị vô đây em giới thiệu chồng em cho chị hai. Ủa mà chị hai ơi, chồng em chút nữa mới về. Chị nhận được thư của em không chị hai? Em gửi thư từ ở dưới Trà Vinh mà em gửi lên tối trên đây luôn á. Sao vậy chị hai? Chưa mở micro đó cưng. Vậy hả? Vậy mà em thấy bữa nay chị sao sao á. Chị có nhận được thư của em, nhưng mà chắc tại chị về nhà đi nơi khác. Mà Diệu nè. Dạ. Dù biết em thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với em. Chị Trường ba ơi, để mừng ngày vô đây mình ơi. Chị hai mới về nè. Mình anh hiểu được rồi. Ai nói rõ ngọn ngành kéo mà em đây khỏi tắt mắt với lòng. Chuyện gì vậy anh? Em năn nỉ mà. Tôi lại vừa chút xíu biết. Cái chuyện gì em tưởng lớn lao lắm. Thôi bây giờ mình đi vô đây á, mình làm mâm cơm rồi hai chị em mình ăn cơm với chồng em xíu nha chị hai. Dạ. Ăn cơm với chồng của em hả? Ờ. Thôi hai người ăn đi, tôi khỏi ăn tôi nó. Chắc rồi. Nuốt không nổi. Bữa nay em nấu cơm cá lóc cò tổ ngon dữ lắm luôn á. Để anh Phú rước thì sao chứ, đây Phú rước rồi thì sao. Dạ cảm ơn. Dạ xin cảm ơn quý vị rất nhiều.